Cái trí lại là cái thằng Bình là cục tại hòn đá này, còn thằng chuyệt não đó kia. Tê tao chẳng, tao ấm, tao giác lên gọt, âm lực chỉ tê, tao không dám chỉ tê. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với HT. Hôm nay là một ngày khá chi là đặc biệt, khá chi là quan trọng đấy, của anh em chúng tôi. Thì hôm nay tôi nhận được một cái lời đề nghị là hỗ trợ cho thân nhân, hỗ trợ cho người nhà cũng như là đơn vị của huyện tìm và khai quật mộ liệt sĩ. Đấy, xác định mộ liệt sĩ thì cũng khá chi là mừng. Khá chi là mừng bởi vì cũng lâu lắm rồi, bây giờ mới là được giao một cái nhiệm vụ khá chi là quan trọng, khá chi là linh thiêng. Mình cũng góp phần một cái phần nhỏ nào đó đóng góp vào cái việc mà đền ơn đáp nghĩa hay là tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đấy, đã hy sinh vì Tổ quốc của chúng ta ngày hôm nay, để cho chúng ta và tôi được ở đây và nói chuyện và chia sẻ cùng các bạn. Ok. Thì ban đầu theo chúng tôi nghĩ thì khá chi là khó, khá chi là phức tạp trong vấn đề mà tìm, xác định cái vị trí địa điểm của cái hài cốt liệt sĩ. Mà thông tin được cung cấp, thông tin được người nhà cho hay thì gồm 3 đồng chí. Trong chuyến đi lần này thì tìm hài cốt của 3 đồng chí, 3 đồng chí đặc công đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Đấy, và theo lời kể là ba đồng chí này là ban đêm là đánh đồn lúc đấy, đồn lúc của chúng ta đánh đồn lúc, và sau khi đánh chiếm được rồi và sau đó bị địch úp trá và đã hy sinh đấy, và bị địch bỏ xác tại chân đồn lúc và được đồng đội cũng như là người nhà là chôn cất tại đó, cũng không phải chôn nhưng mà nói chung giấu xác tại đó, và có khắc lên đó là cái bia mang tên Lanh và cái gì đó mình không nghe rõ. Ok. Và bắt đầu theo anh em chúng tôi nghĩ thì sẽ không tìm được đâu, bởi vì từ năm 63 mất từ năm 63 đến nay 1963 đến nay thì cũng lâu lắm rồi, cũng khoảng 50 năm rồi, hơn 50 năm rồi. Thì cái việc mà những cái dấu tích cũng như là cái tọa độ, cái vị trí thì bây giờ cái nhân chứng cụ thể thì cũng không còn nữa, chỉ được kể lại, nghe lời kể của con của cháu cái đồng chí này, và bây giờ chúng ta tiến hành đi tìm thôi. Hơn nữa là cái đồi Hòn Lúc thì hồi xưa thì còn dấu tích, còn cây cối, là còn nhiều cái nhân chứng vật chứng để mình tìm được, nhưng mà bây giờ nó khá chi là bằng phẳng rồi, đất thì người ta cũng làm đất canh tác hết rồi, san lấp rồi cày xới hết, nên là không còn được, nói chung là không còn được cái gọi là cung cấp được cái thông tin chính xác nhất cho mình. Nhưng mà theo cái lời kể và theo cái sự chỉ dẫn đường của các lão thành cách mạng ở đây thì ok, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi khảo sát địa hình và tìm xem được có thành công hay không nha các bạn. Ok. Và sau đây chúng ta và các bạn sẽ theo dõi cái quá trình mà anh em chúng tôi cùng các đồng chí thủ trưởng đơn vị cũng như là các nhân chứng còn lại đi xác định cái vị trí và tìm được cái vị trí của ba đồng chí này nha các bạn. Ok. Và đến khoảng 7:30 thì đoàn cũng như người nhà đã đến ủy ban, và chúng tôi đã tiến hành để cho các cơ quan và thủ trưởng ban ngành họp bàn về kế hoạch cũng như là xác định cái vị trí tạm thời ở trên bản đồ cũng như là những lời kể của các nhân chứng, và sau đó anh em chúng tôi sẽ tiến hành đi theo những nhân chứng cụ thể nhất để đến được nơi được cho là địa điểm chôn cất cũng như cất giấu thi thể hài cốt của ba liệt sĩ của chúng ta. Thì bây giờ anh em chúng tôi cũng như mọi người cùng đoàn sẽ lên đường để đến cái địa điểm mà đã xác định tạm thời trên bản đồ. Thì các bạn có thể thấy trên màn ảnh của các bạn đó là đồi Hòn Lúc, nơi mà hồi xưa đồn địch đóng quân ở đó, và biết bao nhiêu xương máu đã của chiến sĩ của chúng ta ngày xưa đã đổ ở đó, không ngoại trừ là thi thể cũng như là hài cốt của ba liệt sĩ được chôn cất tại địa điểm phía trước. Đừng có chơi, đừng có chơi. Em nhớ mà là đỏ hả?
Thì vừa rồi sau khoảng 15 phút chúng tôi đã đi vào vị trí, nói chung là đi đã nhầm đường. Đấy, và tôi sẽ quay ra để đi một cái hướng khác. Đấy, một hướng khác là bởi vì những nhân chứng của chúng ta là đã cập bản thông tin là đã tìm được cái mộ của liệt sĩ nằm ở đó rồi. Và chúng tôi sẽ tiến hành quay ra để đến và khảo sát cái địa hình xem như thế nào. Và cũng cho biết thêm thì trước khi đoàn của chúng tôi đến hỗ trợ người nhà thì người nhà đã đến đây vài lần rồi, và thực tế người nhà đã đi tìm trước rồi, và cũng dường như là đã xác định được cái vị trí chính xác của ba đồng chí liệt sĩ nằm ở đâu rồi, nên anh em chúng tôi đã tiến hành đi theo của người nhà và nhân chứng mà thôi. Đấy, và cái điều đặc biệt ở đây là sẽ tìm được cái ngôi mộ mà có phần khắc cái bia khắc tên chữ Lanh. Tên Lanh là đồng chí ruột thịt của cái người mà dẫn chúng tôi đi đây. Đấy là đồng chí Lanh. Cũng đường từ ở đồn, từ đồn lên Hồng Lức là phải qua Tràng Trinh. Như vậy thì tôi khục, chẳng biết đồn nào mà chẳng biết cái Hồng Lức và chẳng biết Tràng Trinh nào, cho nên đi mới lên hỏi. Cái thứ hai là khi qua Tràng Trinh đấy là phía Quỳ Bắc là chặt bìa rừng, có ông chú ba ngôi mộ, trong đó có một ngôi mộ con chú và có hai ông có đồng đội con chú. Như vậy thì cho nên là cái chuyện mà căn dặn giọng nói như này tôi đã ông đây chú của anh là họ tên gì? Đỗ Văn Lanh. Đó, thì tôi có quy lại có điểm nữa, trước khi chôn ông có khách, ông có khách cái tên khách cái tên liệt sĩ ở trong đó, tức là cái ông dặn là khi cho nên là tôi tin là tin ở đây. Tức là ông nói là khi tức là ông chôn ông xong rồi là ông có khách cái bia lên lầu ấy, khách cái bia từ ta ra khách lâu quá này, năm mười mấy năm rồi, năm số ba tới nay là năm mười mấy năm rồi. Đấy, chắc lấy cái dấu của mũi AK dấu lê á, dấu lê khác, tức là ông có khách như một cái bia đỡ lại cái tên tên đấy, cho nên là sau khi hỏi bác đây bà chỉ nói nếu cái mộ mà có cái bia thì bà biết, còn cái chuyện tên gì hay cái gì chữ gì bà không biết. Đây này, cái đây cái là thế này. Mà gia đình chữ A. Mà tin tưởng là chữ đây này. Nhưng mà cái đây này, cái đây chữ H. Tin tưởng là đây nó có cái gì đây nghe này, chỗ đây xuống là lọt rồi, chỗ đây có đây này. Còn đây có nghĩa là cái khung. Tin là tin chỗ hòn đá đây này. Em đây là dân quân. Thằng đá này khích chữ A to rõ đúng không? Rõ sâu ghê, sâu rồi chứ.
hai chữ hai đó, cái cách chữ L này hay cái chữ A á. Lâm này. Bác họ lấy bây giờ đây khác chữ A nó đậm rõ đúng không? Mình chữ anh Lanh sao ai biết được. A Lanh. Trước danh. Chưa biết tên. Không, nói chung là trong ba mộ này có một mộ con nữ đang lên, còn hai cái mộ kia là coi như hai người đồng đội. Đồng đội. Nói chung là vậy chứ còn tôi không biết là ông nằm trong cái này. Không xác định. Nói tao đây. Bây giờ là không biết ông cũng bắt phép chứ. Cái ngư mà cho có ông bây giờ cũng khi khi mình tiến hành mình khai quật thì mình phát hiện vị trí của người nào thì mình chờ ai để nguyên của đánh dấu sơ đồ vị trí của nó vẫn có chữ A này kia. Đó. Không nhỏ nữa nó vẫn có chữ. Chứ bây giờ mình không xác định được ông nào là ông nào chỗ nào đấy. Chúng em chung ba cái mà. Thế là cái người mà nhân chứng gần nhất là không còn nữa. Không còn, người chơi trông cất cái máy. Mua hào bà chí cái ngõ chung mình đây này. Cái má của nhân má dòng phai ấy. Nó cái đồ đạn dưới mà ai dám trông ký. Sau này giờ bóc mộ trông ký lên đấy. Đâu ra? Mà đâu ra? Biết ai với ai? Bây giờ cứ bóc vậy thôi cho nó biết. Bóc ký chứ biết ai đâu. Đi từ đây xuống sân hà cái biết vị trí trên này. Nghĩ tao nghĩ chắc cái ông đeo đó tốt. Rồi ông đồng đầu đó đấy. Ông đi nữa là sắp đội vậy rồi. Nó sắp đội. Mà nó bắn chết rồi nó mới sắp đội. Nó bó nó ra lựu đạn dưới. Rồi nó hại mình đấy. Khi mình giờ mình lật lên là mình nổ chết tiếp. Là lấy lúc mà lấy xác đồng đội về là dính tiếp á. Vậy thôi. Trời thớt đấy vậy. Gia đình cũng phải bán nước chứ không là tại lý do như thế này nè. Nói với anh ví dụ ngày hôm đó lên cất bốc ví dụ như 7 giờ anh em nó điều công lên đây làm chứ mà vì còn thủ tục của gia đình có khi cũng đến 10 giờ mới làm không khéo làm không có kịp không cái đây anh nói tôi hiểu nhưng mà tại gia đình là đối với bản thân tôi thì tôi cũng có cái suy nghĩ đó anh cũng bán rồi. Bây giờ đây là ý là tôi là nghĩ đây là nó hơi nói chung là không có 80% là người thân của tôi nói chung vậy. Còn chuyện thủ tục cung kính á chỉ có chuyện ngày giờ thôi, còn chuyện cung kính sau khi bốc lên và chính xác rồi thì chuyện đó là gia đình mới tiến hành cái chuyện mà được cung giờ đời xuất là ví dụ như ba cái mộ đây tuy hòn đá nhưng mà mình chưa có dám khẳng định rồi lộ mày nó sai chú hay là cho nên mình muốn lấy cái mẫu rồi cái đó là trách nhiệm lấy mẫu ADN này của ban chủ sách để đảm nhiệm mẫu sẽ lấy luôn mình mong cho có à khi lên có là vị trí của ông nào mình chụp ảnh phát hiện ví dụ cái bộ đầu tiên thì mình cũng chụp ảnh bộ thứ hai cũng chụp ảnh tại bắt đầu bộ thứ ba chụp ảnh tại vì khi mà khai quật lên là nó có cái những cái trường hợp nó có như thế này nè ví dụ như có nhiều thời gian nó lâu quá rồi là cái hài cốt là nó sẽ phân hủy đấy rồi ví dụ như là nó còn cái hài cốt thì mình có thể là mình xác định là đây không nói nhưng mà còn ví dụ như là nó không còn ví dụ như lâu quá thời gian lâu quá nó phân hủy đấy thì cái hướng đấy là giờ gia đình sao rồi nó cho ý kiến đây, mình không còn cái mà đỡ đấy á tại vì không còn cái mẫu ấy không còn cái mẫu ví dụ như mình khui lên mà ví dụ như lâu quá mình không có xác định được cái hài cốt mình không có xác định được cốt của nó chỉ có nó không thấy một cái gì nữa thì cái đó đây là thực tế hả thực tế rồi diễn ra rồi nó sẽ nếu có là từng diễn ra rồi sẽ có cái sự thống nhất. À, nếu mà tình huống xấu nhất mà không còn một cái ấy gì còn chỉ đất không ấy thì mình vẫn không có là đưa vào hết vào rồi xác định thôi có cái đặc điểm gì đấy mà tâm linh gia đình nói cái đây là của ông chú thì biết họ tên ổng thì làm ổng cái tên, còn đưa vào nghĩa trang thì sẽ sắp xếp cũng ba đồng chí ngay hàng như tại vị trí này luôn đó rồi để cái tên ở giữa hoặc đầu tiên gì đấy thì cái là gia đình có cái phần giao cách cảm gì đấy cũng như cái gần gũi với thông tin với gia đình thì đó mình tính sau. Hai ông kia không biết nhưng mà riêng chú hai ông chú là khi ông già ông chôn là nằm trong cái võng ni lông và vừa bên ngoài là cái tấm du mà
mang bọc lại, tức là những cái đấy mình nghĩ rằng là nó còn sẽ còn dưới, nó sẽ còn phát hiện là còn dưới, đó là cái mà của gia đình coi như thông tin của cung cấp lại. Nói như thế thì nó sẽ, khi mình đào xuống thì nó sẽ có tức là cái xương cốt gì nó không còn nữa, nhưng mà đúng rồi, nó có cái đặc điểm nhận dạng gì, có cái riêng trong đó, đúng bây giờ là nó. Còn hai ông đồng đội hai bên thì không biết cái đấy rõ. Rồi sau này là đi đưa, nếu mà được rồi tôi đưa về Việt Nam thì ba ông cùng hàng đó gia đình đi thắp hương thắp khói gì ngày nào ông. Trong đấy thằng Bình á là một cái chất nhỏ mà có đồng hồ. Nó lại là ví dụ gia đình có đám đất này nè. Để mới đầu môi lên đúng chính xác. Để cái vị trí này là nó hơi đập bàn này. Anh em nó chưa làm kịp. Ông lãnh đạo tôi nói anh học cơ quan là anh là đại thủ tướng của em, mà bây giờ anh giờ dân là em với anh cũng bình thường. Anh nói ở đây nè, làm gì lâu phải. Và cái trích ra nè, cái trí lại là cái thằng Bình là cục tại hòn đá nè. Còn thằng là xịt não đó kia. Đây tao chẳng, tao ẩm, tao giác lên gọt. Ông nói chị tê, tao không dám chị tê. Một thằng là bọc mi lông, một thằng cái giỏng mi lông, không có gì hết. Ông hô chân kiếm mà, không phải không? Đúng lâu, mình giết lên luôn mà. Ba bà cô. Còn một con nữa. Tức là cái nó bị thương mình chẳng mà mình đào nó cái tay nó cũng dài. Chừng nó thôi cái xì nó đòi cơm. Tao nói thôi mày ra mày ăn hết con mặt cái cục cơm to vậy mà nó nói nó ăn không no. Là tao biết nó tốt. Nó mày cứ ăn là vô làng là tao nấu cho. Nó đỡ xuống dậy cứ cả ngất ngất kìa tao nó rầu vậy là con này rầu. Bắt đầu chẳng cái thầu sau cái xì nó mày chết nó hai tay làm cái bịch bắt đầu giác. Giác rồi đào dọc kia kìa. Vì là bị trúng đạn. Ở mô đen nó sẵn mà. Ngầu ăn cơm này nè, cũng mới dẫn nó cua, ngầu ăn cơm gì đó. Cứ mô đen đều dưới lên, sẵn chết, đứa tàu chết không bày, mới vừa nói mà cái dầu dưới nó ồn ồn ồn. Chỗ nó đi lòng, cua lại vậy, nó sáng như vậy, rồi thằng tác não, rồi cũng mát. Sao? Nhưng mà gia đình tin là tin, tại vì nghe cớ là cái di tích hòn đá đây. Cho nên là bây giờ mình xong phải nhận ra thì nên đúng ra là 56-57 năm là thôi, cứ mình cứ là thành răng các cáo giữa cái sống người chết gì đấy cô. Có dòng gia đình gì đấy không biết. Mình cứ giải thông chi cho anh. Anh hai lấy số chứ. Lấy số. Đây sao cũng cao chứ hả? Không cái đấy. Ông đây là có một ông anh, cũng ông anh cũng là đi bên cách mạng á, nghe tin ông em mất, ông anh bắt đầu mới lên trên đây, là người ta dưới đây bắt đầu lại đến là kéo bỏ đây, kéo bỏ ba ông đặt công ở đây, có nghĩa là ngày xưa ông anh cỡ là đây cái hồn lớp đây đánh đồn lớp đây ba ông từ dưới kia dưới đồn lên mà là đánh lớp đây, đánh xong mới diệt đồn lớp xong mới ông mệt xuống đây mà ông treo giỏng năm bị gầy gáy bắt đầu lại là nó lại quên ngược lại nó giật ba anh bắt đầu nó lâu cái nó bỏ đây rồi nghe ông anh nghe tin em mất là lên thấy ba ông nằm đây như là cùng ở cái đây này cũng có một ông già nữa mà ông già bây giờ chắc nó mất tiêu là lãi lắm đó ông già đấy từ năm đấy tới đây còn gì nữa ông già cho nên là chúc chôn và trong lúc chôn á là ông anh cỡ là ông có lấy cái hòn đá ông khắc tên ông em đấy tên Lanh ấy là ông đỡ ngay chỗ mộ ấy. Rồi sau này đặc điểm sau đó thì vậy là cũng tính toán ông nói là sau này giả sử ông có mất là có